Cái này thế nào hả? Hả? Em mặc ngược hả? Tôi hiểu cậu muốn nói gì rồi. Nhưng mà hiệu quả cũng như nhau thôi. Ở mọi nơi. Ở mọi nơi. Ở mọi nơi. Anh có điều kiện tốt như vậy. Thế gian này có nhiều người yêu anh lắm đó. Giống như em vậy. Cái gì? Dù hành động công nghiệp lần này dễ dàng được anh giải quyết. Thời gian anh canh chính xác lắm, ai không biết. Cứ tưởng đâu anh đã giữ chức chủ tịch Ngạo Đường rồi. Sau khi kết thúc hành động công nghiệp, vận chuyển Hồng Miêu đã mời tôi qua phụ rồi. Hồng Miêu của Bilio? Ngoài trừ tôi ra, thật ra không còn ai muốn hạ bệ cô sao? Cứ việc coi thử tới lúc đó, người nào sẽ lên tiếng trước, nói là muốn giữ chức của cô. Cô đừng có choáng chỗ ở đây nữa có được không? Cô coi như là nghỉ ngơi đi. Hay là cô tự động nghỉ việc cho rồi?